lấy chế nhỏ nhỏ phân hai ký ba ký à chú ba ký à trái sầu riêng 5 ký coi 3 ký chú không chịu từ 5 ký thôi mới test thôi mới test hả à, ngon vậy con bao cũng bao hả tại kỳ qua kỳ qua ở có mua một cái ăn dở ơi dở con nào à, của mà có hộp của bự à ở đâu mua đâu ở phía kia kìa phía kia khác con đây khác nè à, ok tôi thử ra nó có khác ở dưới kia không rồi chúng bắt chồng con nó dài quá đây là cái chuyện rồi có khác không ok là được quá khác luôn đó chứ thêm cái nữa kìa cho chú kìa cái tá nữa chú thôi tụi trả đủ rồi tụi ăn quá nhiều rồi nóng dạ chú ăn quá nhiều nóng nóng chú gần đi không dạ. Chú gần đi không ở chợ dạ nhiều trăm mấy 237 đó chú 237 nhìn là biết mấy tiên chưa ăn gì kìa ăn rồi hồi trưa rồi ăn hồi trưa hả hả tới chưa đó tới giờ này mà bà chủ có chưa cho ăn gì luôn kìa hả đang nuôi cá nữa hả cô? Nuôi trong phòng đó em. À. Thank you.
Rồi, ok. Nhớ làm. Để mai sáng tính tên anh mấy giờ ai đi quay nó. Không biết nữa. Thường thường mấy giờ anh quay? Thường thường là 6 giờ đi. 6 giờ quay rồi hả? Ờ. Giờ đó còn ngủ đúng không? Giờ đó còn vừa về. Anh nói lỗ tổ là bởi vì em bên đây làm hai muối rồi đó, em à. Tái rồi đó. Dạ hả? Bởi vậy. Bốn giờ đúng không? 265 với tâm tư. Đúng là gì đây, em không biết tính luôn đó. 265 với tâm tư. Không làm tròn giỏi lắm. Không làm tròn là... Số 5 đi lên là phải làm tròn. Em học lớp 1 nên em không gặp cái vụ này. Dạ, review. À, có vị khách từ Singapore. Rồi, giấy luôn. Ok chưa? Ai vị khách từ Singapore nha. Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Việt Nam. Chén cơm thơm ngon. Ok, không à. Ok, mình gọi là người quốc quốc. Việt Nam, Thái Lan. Ồ, Việt Nam, Thái Lan. Việt Nam. Ồ, oh, ok. Yeah. Một chè đi. Ok chưa?
dầu à. Em nương nó chứ, có cái độ nào đó thôi. Ngoài cố, để cho nó cố được à. Ơi lại bạn làm không có cú cò nữa chứ. Hả? Đó anh. Mới hết sôi rồi giờ lên hết cú cò nó chết luôn á lòng. Hết sôi rồi hết cú bò nữa hả? À. Ôi quá sầu riêng ngon quá trời kìa. Thấy đi. Trời rất là mỏng chứ dày đâu dày anh. Thái thì ngoài nó khô trong nó mềm. Thái nó béo không đúng không anh? Đúng không anh? Thôi thì sao với Thái này không nàng cô? À, shit. Chừng mà ông lên sóng nhiều lắm đó chứ ông cái đò ông kéo đang kéo thời gian ra đó cái nó cứng á. Ông đòi tăng lương á biết không anh, ông đòi tăng lương nên là ông cái đầu ông kéo ra để cho bà chủ có nhìn cái thái kia mà tôi không nổi à. Tôi không nổi kìa, nó tôi không nổi kìa. Cái tăng lương thì nói tăng lương cái cho nó làm nhanh coi em. Chưa cho ăn cái gì hết nữa em, tôi yếu tối có vài cọp uống được rồi tình bạn dưới đây anh. Cả tháng này không cho thằng nhỏ nó nhậu gì hết, chủ cả gì lạ vậy, thằng đạt nó cười kìa. Rồi lâu lâu một tháng mới cho hắn nhậu 2-3 lần để cho hắn có sức lực cái khui chứ. Đã chứ anh. Ờ chưa nhìn là biết à, cái này nó khô 2.6 rồi nè. Cơm là cơm ghi là 300 đó chứ. 300 rồi. Đá này nó cũng tròn tròn nè. 260. Đâu rồi lấy trái vậy? Cho cô ra nào lại lấy không sao không?
được bao nhiêu anh không? 1 triệu. Ghê dữ vậy ta. Đâu riêng giờ đây sầu riêng đứng nó nhìn nè. Ừ, chạy vô đi. Sầu riêng kìa Dũng ơi. Còn mấy trái nữa vô làm thôi. Rồi, chắc nào luôn chị đẹp ơi. Sửa bên này đâu mà sửa rồi. Con này anh có ghi dưới tải mà sửa hết mùa rồi. Tiện qua làm hai em đi cho rồi. Tao có 100 nghìn.
Bữa đi học lái xe ông thầy ông tặng cho bốn ông, mỗi ông tặng cho một tờ. Tặng tờ trúng, hồi trưa ông nhắn tin ra ông nói. Trúng 100.000. Quá ngon lành luôn đúng không? Quá ngon lành luôn. 17.000 em ơi. Chết xịt chứ. Mấy trái này bao nhiêu? 401 anh, giờ ăn cơm nó chỉ còn 250 à. Đúng rồi, 277 anh trai. 277. Thêm miếng nữa không? Thôi. Còn hai ba trái nhỏ nhỏ là bao nhiêu? Sát sức 550 luôn cậu. Hỏi thì trả lời đi. Thơm quá chịu không nổi luôn á. Ủa anh ơi. Nhỏ vừa thôi được. Vậy ăn cái nào em có ghi với Thái? Ri, cái nào ngon ấy. Cái nào ngon, cái nào đối với em cũng Ri. Ngon. Giờ sao giờ? Đừng lấy trái bự quá. 4kg nữa à? 3.9 thôi. Cái này hàng miền Tây à, lấy hàng miền Tây à, miền Đông đến trong nào bán lộn rồi. Lấy cái ngọt coi. Lấy 401 cơ. Không, cái này bự lắm anh, có 3 người, 2 người ăn à, 3 người. Giờ nó nhỏ thì nó nhỏ quá, nó bự quá vậy á. Nhỏ thôi. Thử đó chị. Rồi. Em rồi. Em thấy gác kia kìa. Chép. Ổn không? Về bị quỳ cái gì? Không cho mua sụp kia. Có cái nào ngon không ta? À. Này Thái luôn à. Thái đưa Thái luôn. Hả? Thái đưa Thái luôn. Phù Thái luôn. Phù cho bà chủ qua lỗ. Thái nhiêu? Đây 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 đây. Thái nó mắc ra cái gì? Không, thì em lấy thằng này đi. Cái này ngon, lấy thằng này ăn đi. Tại cái này nó hơi lạ. Ok. Hello không? Hello. Ơi mẹ. Về xem cuộc sống Sài Gòn TV nha. Rồi, đây. Rồi, bye bye.
Cảm ơn con. Bye bye con nha.